Đây là chương trình buổi tối thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024 của kênh Châu Trương Vlog. Kênh Châu Trương Vlog được phát hình một ngày 3 lần sáng, trưa và tối. Châu Ngọc Thủy xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Để mở đầu chương trình tối hôm nay với bạn Bi Phan, ông so sánh quá sai rồi nhé, thầy Minh Tuệ khác xa nhé. Rồi bạn Reo Nguyễn, trong tương lai hai em chống cộng xin về Việt Nam vì ở hải ngoại hết đường làm ăn, chắc là Nguyễn Văn Đài và Trương Quốc Huy. Bạn Tài Nguyễn, bạn Châu Trương phân tích nghe Việt Nam mong Bộ Ngoại giao mới xứ cờ hoa nên công tâm trong hợp tác với Việt Nam trên việc công nhận thế giới của nhau, khách quan với sự thật, đừng mắt nhắm mắt mở để các tổ chức lừa gạt lợi dụng quyền tự do tôn giáo để chống phá cả nước Việt Nam đang phát triển kinh tế và tự do tín ngưỡng mạnh mẽ. Chùa nhà thờ xây nhiều nơi, tín đồ tự do đi hành lễ. Dĩ nhiên bạn, và tôi nghĩ rằng là ông Trump sau khi lên nhận chức, tôi nghĩ trong năm tới ông cũng có thể rằng là có chuyến đi thăm Việt Nam đó. Và hình như là có tin tức rằng là ông Tổng Bí thư Tô Lâm có gửi lời thăm chúc mừng ông Trump và có mời ông Trump đi thăm Việt Nam, và có thể là ông Trump đã nhận lời rồi thì phải. Đó là tôi có nghe cái tin, biết cái tin vậy thôi, còn đúng thì tôi chưa biết đúng hay sai, thì chia sẻ cho quý vị và các bạn nghe như vậy. Bạn Việt Lê Tiên, Dũng Long Lá nào nó tài cho Dũng Long Lá nô tài cho Biden thì phải ghét ông Trump thôi. Rồi bạn Tài Mai, Đỗ Dũng không có cửa đâu, nghe đề nghị này mắc cười quá bà con ơi. Thì nói chung chúng ta trong kênh cũng có những người này người nọ mới vui bạn, có những cái đề nghị như vậy mới vui chứ, người ta mới vô mới đọc chứ, mới coi mới thắc mắc mới coi thử người đề nghị ra thế nào. Con người tâm lý con người chúng ta đó, khi bạn nói cái chuyện hay thật hay cỡ nào người ta cũng không nghe, mà cái chuyện gì đó vớ vẩn người ta thích là thích nghe. Đó là cái lý do mà tại sao nhiều YouTuber họ dùng những cái chuyện mà đấm đá nhau để mà hấp dẫn mọi người là như vậy. Cái thật sự nhiều khi nhiều YouTuber trong lòng họ cũng không có ác, quá gì cả. Rồi nhiều khi những cái chuyện gì nhỏ xíu cái họ bơm to lên để họ có chuyện để họ nói. Đó thì cái tình trạng của ông Minh Tuệ là cũng như vậy đó. Vì vậy mà nhiều người ảo tưởng, sống ảo tưởng, cứ tưởng tượng đó là thật. Bạn Anthony Trần, Việt Nam dễ lường gạt vì tuần rồi mình ở Việt Nam, mình mang rất nhiều vàng, các cháu mình khuyên ra đường phải đề phòng và cẩn thận. Mình cười và nói, cậu mang vàng giả mà, các cháu cũng tin. Cho nên tôi mới nói các bạn ở người Việt mình tội. Các bạn mà đi lừa người Việt chúng ta là các bạn mang tội nặng lắm. Tôi nói thật các bạn đó. Bởi vì người Việt chúng ta rất là thật thà, rất là chất phát. Bởi vì đa số từ chất phát chúng ta mới mở mang đây và được du nhập cái lối sống của Tây Phương và hấp thụ một phần nào đó văn hóa Tây Phương thôi. Chứ còn chính bản chất của người dân Việt Nam chúng ta rất là thật thà, chất phát. Người nào lưu manh, người nào xảo quyệt thì nó đã có sẵn rồi. Còn đa số, hầu hết là thật thà chất phác. Cho nên từ cái chỗ thật thà chất phác và thiếu hiểu biết, dễ bị người khác lừa gạt. Các bạn không nên lừa gạt người dân chúng ta được, dù bất cứ bằng cách nào, bằng cách nào và phương tiện nào và ở đâu. Bởi vì phải thương cho người dân mình vì họ quá chất phác, cho nên các bạn mới lừa. Các bạn nói gì họ cũng nghe, họ nghe thì bị gì bằng lừa. Ví dụ bằng người tốt thì bạn khuyên người họ
họ không phải là khờ khạo mà cũng không phải là ngu, nhưng mà do cái chất phác của họ từ xưa ông bà đã để lại, họ sống trong gia đình, từ cái đời này qua đời nọ đều sống chung với nhau trong gia đình hết, vì vậy mà nó hấp thụ và ảnh hưởng gia đình, làm cho bản tính của họ chất phác. Bạn Minh Hoàng Trương, nếu ai tin vào luật nhân quả trên thế gian này, làm bất cứ ngành nghề gì cũng nên lấy đạo đức làm đầu. YouTube không ngoại trừ. Theo tôi, 90% truyền thông bẩn YouTube dựa vào sự kiện, lời nói của nhân vật nào đó, rồi khai thác, bịa đặt, xuyên tạc để câu view, làm cho xã hội bất ổn. Đó bạn, đúng rồi. Tại vì các bạn nhớ rằng một nhà báo là họ được tôi luyện, họ được học hỏi, họ được kinh nghiệm, họ trở thành một nhà báo giỏi. Rồi YouTuber là bỗng có cái điện thoại, làm quen thu ngày nào không cần biết, không có đi trau dồi cái trí tuệ, cái kiến thức, mà cái bà đâu chụp đó thôi, bà đâu quay đó, thì cái kiến thức nó không có để mà phổ biến tới quần chúng. Vì vậy lẫn lộn ở trên YouTube bây giờ, nó lẫn lộn là lẫn lộn ở chỗ đó, người có ngành nghề báo chí và báo nhân dân, nhà báo nhân dân. Cho nên tôi nói rằng là tương lai không phải Việt Nam ở đâu, phải bạn, là một nhà báo nhân dân là chỗ đó. Thì một nhân dân làm nhà báo thì một người dân bỗng dưng bạn đưa cho họ cái súng, bạn không có tập, có luyện gì thì làm sao họ biết, họ chỉ biết bắn, hay biết bắn thôi, thấy địch là cứ bắn thôi, đúng vậy không? Bắn rồi nó đi đâu kệ nó. Thì đa số, một số những YouTuber mà có cái thiển cận nữa, có nhìn thiển cận nữa, có cái nhìn phe nhóm nữa, có cái tính phe nhóm nữa, thì nó nằm trong cái tình trạng đó, đưa cái súng, cái bóp cò thôi, không cần biết gì hết. Không phải tôi là người làm báo rồi tôi có kinh nghiệm để tôi chia sẻ cho quý vị như vậy, một phần nào đó nữa. Và tôi thấy, thì tôi biết, tôi đã nhìn thấy vấn đề này từ lâu rồi, chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà tôi chưa được có dịp để nói cho các bạn nghe thôi. Bây giờ cũng là lúc là có dịp để tôi nói cho các bạn nghe, vì Quốc hội đang thảo luận và Bộ Công an cũng đã đưa ra cái vấn đề, do cái chuyện xã hội trong những ngày qua, tháng qua, từ cái lúc, kể cả từ cái lúc bà Hằng cho tới bây giờ, thì nhà nước, Quốc hội và những người làm luật, những bộ công an, họ đã nhìn thấy vấn đề hết. Vì vậy họ muốn bảo vệ các bạn đó. Bạn nhớ vậy, họ muốn bảo vệ các bạn, bảo vệ cho mọi người. Anh không thể nào anh xuyên tạc, anh đem chuyện một người ta ra, anh đi xuyên tạc, anh đi nói này, nói nọ, nói xấu người ta. Bởi vì họ còn sống ngoài xã hội. Bây giờ thành xã hội mạng là một cái nước thứ hai trên mạng, trên không, gọi là một xã hội ảo. Mà nó cũng thật, giống như thật thôi, không có gì khác cả. Chẳng qua bạn không được gần gũi, không được đụng chạm nhau thôi. Chứ tôi nói là một, dù là xã hội ảo, dù là một cái trang mạng, nhưng mà người tôi là thật. Tôi nói bằng cái miệng, bằng suy nghĩ thông qua mà. Có gì là ảo đâu, không có gì là ảo cả. Đó là thật. Thật hay ảo là do người tạo ra và do người nhìn. Chứ nó thật 100% cũng giống như ngồi xã hội ngồi thôi. Cho nên mới nói rằng là xã hội thì ảo, nhưng mà ở tù thì thật đó. Xã hội thì đó, cho nên các bạn phải nhớ, các bạn, nhất là các bạn YouTuber, tôi cũng khuyên các bạn nên cố gắng, chúng ta làm cho nó mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, đừng có nên chạy theo, rồi đừng có nên phe phái ở trong đó để nó làm rối loạn đi, và cho người nghe họ không biết đâu là thật, không biết đâu là giả. Và chính các bạn đã làm mất niềm tin với khán thính giả. Các bạn nhớ vậy, khi mà bạn mất niềm tin khán thính giả rồi thì trước sau bạn cũng sẽ mất hết khán giả. Bởi vì khi người ta biết họ, bạn nói láo rồi, họ sẽ không tiếp xúc với bạn nữa. Đó, các bạn nó nhớ như vậy. Không có ai thích trên đời này, không có ai thích người nói láo cả. Tôn giáo nào cũng dạy cho người ta nói thật mà. Nhưng mà tại sao các bạn đi lên đốn sư mà các bạn cũng nói láo trong đó nữa? Nghĩa là sao? Kể cả ông Minh Tuệ cũng nói láo trong đó nữa. Ông lấy gì ông chứng minh, ông cho tôi biết. Ông tu được 6-7 năm, đi bộ 6-7 năm. Trong khi giấy tờ ông không có nữa, lấy gì ông chứng minh.
Rồi có bao nhiêu người thấy? Trong cả nước này khoảng năm 2021, 22 đi, cùng 23, 24 này thì gần đây không đó, 21, 22 có ai thấy ông không? Chưa, ông có gặp ai không? Bằng Peridot rất dễ lừa, Minh Tuệ lừa mà tưởng là hắn tu thật, cúng lại cung kính như Phật sống, chắc hắn cười thầm, bọn gì mà ngu dữ. Ổng cười thầm mà tôi cười thật đó bạn. Bạn Lê Nguyên Xuân à, Lê Nguyên Xuân là Nguyễn Xuân Lệ à, bạn này mà mới cho mới là Nguyễn Xuân Lệ chứ bạn Lê Nguyên Xuân. Ok, từ thành phố Vinh chào anh và tặng cho 7 trái tim. Vinh à, Vinh là từ Nghệ An phải không bạn? Nghệ An là tới Vinh hay là Thanh Hóa? Vinh rồi tới Thanh Hóa. Tôi chưa tới bao giờ, tôi chưa ra Nghệ An hoặc Hà Tĩnh nữa, nhưng mà tôi mong muốn, tôi trong đầu tôi có cái ý định là cái suy nghĩ là cái bản đồ đó nó nằm gần đó, thì tôi nghĩ rằng là cũng gần đó thôi, không biết có đúng vậy không. Bạn Thông Nhật Nguyễn, theo tôi ông Tú chỉ là người dân bình thường ngưỡng mộ đạo Phật nên tự nguyện làm Phật tử lấy pháp danh tự chọn là Minh Tuệ, chứ có sư trụ trì của chùa nào làm lễ quy y cho ông ấy, hoặc ông ấy tu tập tốt nghiệp ở thiền viện hay Phật viện nào đâu mà gọi ông ta là sư, là thầy. Thật ra là hiệu ứng của đám đông, thiếu hiểu biết mà thôi. Đúng vậy bạn. Nhưng mà nếu bây giờ chính quyền yêu cầu giải tán đám đông, không ai trách móc cả, không ai trách móc cả đâu. Nhưng mà cái đám Việt Tân chống cộng bên kia là bắt đầu nó la lên đó, nó la lên đó, nhà nước đàn áp tôn giáo đó, nó gọi là nhà nước đàn áp tôn giáo, chắc chắn như vậy. Chỉ cần giải tán đám đông thôi là nó nói nhà nước đàn áp tôn giáo, tại sao không cho dân đi lên thăm thầy? Cậu trọc là ông thầy rồi. Cho nên nó đã lên tiếng rồi đó, các bạn thấy không, nó lên tiếng rồi mà, chứ tôi đâu nó sai đâu. Đó là lý do mà để nhà nước chúng ta đang cứ từ từ cứ để coi rồi cháu nó cũng như thôi, tay nào anh nào chị nào rồi nó cũng lòi ra hết, sẽ lòi ra. Bạn Anthony Trần, phải nói nhiều người tu có rất nhiều người xấu trong đó mới đúng. Rồi bạn Minh Hoàng Trương, qua hiện tượng Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, nếu nói về các tôn giáo không, nếu không nên nói đúng và sai, chỉ có niềm tin tâm linh. Thích Minh Tuệ làm được là buông xả, không tham vật chất và rèn luyện tính khổ hạnh, chứ không có mang giá trị lợi ích gì cho cuộc sống cả. Các bạn học gì ở Thích Minh Tuệ mà thần tượng tôn sùng? Thì tôi đã nghe có mấy clip 2-3 người, 3-4 người gì đó rồi đã đi lên rồi, về bắt đầu thất vọng, bắt đầu lên clip nói rồi lên chia sẻ. Cho nên các bạn cũng có tìm mà coi thử sẽ thấy, nhất là các bạn nào đang u mê. Tôi không muốn lấy những cái chương trình đó qua đây để chiếu cho các bạn coi, bởi vì nhiều khi phạm bản quyền và nhiều khi không hay. Đó là cái tài sản của họ, tôi không muốn làm. Tôi những chia sẻ gì mà cái tài sản của tôi thôi. Bạn Tân Nông Dân, xin chào anh, ở Trà Vinh thấy tu đi khất thực đại đường lâu năm hơn ông Tệ mà không thấy nổi tiếng. Ông kệ tủ đỉnh của đỉnh. Ông kệ chứ không phải ông Tệ hả? Ông kệ tủ là cái kệ tủ đó các bạn. Ông kệ tủ đỉnh của đỉnh. Rồi bạn Quốc Khánh Trịnh, mệt quá với ông Quyền Linh này, mâm nào cũng có mặt ông ta, quảng cáo thì dài như đoàn tàu hỏa. Thì tôi nói các bạn đó, cứ coi đi, kệ đó, coi bạn coi vài lần là anh hết tiền quảng cáo là anh ngân thôi, mà cua coi mà không mua là anh ngân thôi. Thì tôi cũng thấy nhiều người than thở ảnh đó, ảnh hay trang vô, đáng ra không cần thiết phải quảng cáo quá dài như vậy, quảng cáo vừa phải người ta đủ biết rồi. Đem những cái ông bà kia đi lên cầu xuống thang làm chi, rồi cho nó mệt. Chỉ cần mà mấy cái đó là Mỹ nó không cho nha các bạn,
nó không cho nha. Nó phải đem ra chứng minh đó, chứng minh sửa nó giúp cho bạn cái phải như vậy hay không đó, chứ phải là đơn giản nó chụp hình X-ray đồ này nọ, nó chứng minh những hình X-ray trước đây nó chụp như thế nào và sau này nó chụp như thế nào, chứ đâu có phải mà nó khơ khơ ngày xưa tôi bị như vậy rồi nhờ uống sữa này tôi thấy đâu có, đâu không có gì quảng cáo như vậy. Sữa uống bổ và tốt, chứ không phải sữa uống để chữa bệnh. Các bạn nên nhớ vậy, sữa uống để bổ và tốt cho sức khỏe của bạn, còn nó lời vào cái nào khác là cái chuyện phụ nó, chứ không phải mục đích của sữa là để chữa bệnh, dù là bằng pha bất cứ thứ gì. Bạn hãy nhớ như vậy. Tôi cũng phải sữa mà, sữa đâu phải để chữa bệnh đâu. Vì vậy nếu như những quảng cáo của người Mỹ mà họ quảng cáo cái đó là họ quảng cáo một cách coi như mông lung thôi. Có thể là uống sữa này bạn sẽ được có sức khỏe và tốt, hoặc là nếu dùng một một huấn luyện viên nào đó hay là một nhà vô địch nổi tiếng về cái môn gì đó dùng, chẳng hạn như một cái môn giả môn cà na hay là môn tennis hay là môn baseball hay là bóng rổ bóng đá chẳng hạn như vậy, thì họ chiếu một cái đoạn về cái trận nào hấp dẫn đó, rồi một cái đoạn hấp dẫn nào đó xong rồi cái vô uống một miếng sữa chỉ các bạn thôi, không nói gì hết, không nói gì hết thì bị không bị phạm luôn. Đó là lý do tại sao các nhiều tài tử nổi tiếng của Mỹ, của Tây Phương họ làm được nhiều tiền là như vậy. Cái quảng cáo đó thôi, họ không cần nói. Đa số quảng cáo không cần nói các bạn. Như kiểu mà ông Quyền Linh này, ông Quyền Linh này đó, mà nếu mà ở Mỹ là anh bị phạt đó, anh bị phạt đó, nhưng mà vẫn là bị phải đâu các bạn. Không có thể nào mà đem cái chuyện đó, giống như đó, giống như mấy cái chuyện mà mấy anh thầy thuốc ở bên Mỹ đó cũng quảng cáo kiểu đó lên đài, thu cũng cũng chơi cái trò mà như vậy rồi đem lên đài cái nói, rồi nhiều khi người ta tưởng thật, người ta tưởng thật. Mà nếu nói như vậy là ở dưới bạn phải có một cái câu nữa để mà ngăn chặn sự kiện tụng của người khác, rằng là đây là ý kiến sự thật của chính đương sự này nói, chứ không phải công ty chúng tôi dùng để quảng cáo. Tức là bà này chịu trách nhiệm chứ công ty sữa này không chịu trách nhiệm. Đó là họ muốn tránh đi, họ tránh đi trách nhiệm trong cái vấn đề quảng cáo đó các bạn. Vì vậy cái vấn đề quảng cáo ở Việt Nam chúng ta rất là còn chưa chỉnh đốn, cũng cần nên chỉnh đốn để cho mọi người thấy được rằng là khi họ mua cái bóng đó về quảng cáo thì ngon lành lắm, mà về họ dùng nó không giống như quảng cáo nói thì họ nói rằng là quảng cáo lừa gạt. Quảng cáo lừa gạt. Cho nên bị mang tiếng, những quảng cáo khác họ bị mang tiếng rằng là toàn là quảng cáo là toàn lừa gạt ấy. Đó là vấn đề họ ngăn cấm. Quảng cáo là phải sự thật, chứ không thể nào lừa gạt người coi, người khách hàng được. Rồi bạn Tân Nông Dân, tôi ủng hộ kênh trung lập, đưa cái mồm, cái mỏ nó gõ với nhau. Có khi nào Văn Miễn trúng anh đó? Ha ha ha. Thì Văn Miễn thì đâu sao bạn? Bạn nhớ hồi xưa tôi làm báo đó, lúc mà mấy năm đầu tôi có mở trang Tự Do Ngôn Luận, gọi là trang Tự Do Ngôn Luận. Tức là anh nào muốn nói cái gì gửi về tôi đang hết, mà tuyệt đối là không được chửi cá nhân. Anh có thể nói về cái cộng đồng này, cái hội đoàn nào, hội kia thế nào, anh thấy nào cái đó tôi đang hết. Cho nên cái đó là một trang Tự Do Ngôn Luận, để cho độc giả có quyền họ nói theo ý của họ, miễn đừng có phạm trong cái Tự Do Ngôn Luận đó thôi. Trong Tự Do Ngôn Luận cũng phải bạn có trường, cũng phải bị phạm. Nhưng bạn đừng nói là tự do là bạn không phạm được Tự Do Ngôn Luận, nhưng mà phải tránh né để có bị phạm cái Tự Do Ngôn Luận đó. Rồi bạn Anh Treo Bùi ủng hộ em. Rồi bạn Hành Đặng một trái tim, tặng cho một trái tim. Rồi bạn Tướng Phạm, ok anh. Rồi bạn In Quang Trung, ông Minh Tuệ đi như vậy thì thời gian đâu để nghiên cứu Phật Pháp? Ông đâu có tu đâu mà nghiên cứu Phật Pháp bạn. Ông là bây giờ là một tài tử rồi, đi trình diễn. Cho nên mới có người quản lý đó. Ngày xưa ông đi một mình ông, bây giờ ông đi đâu phải có người quản lý.
Người quản lý đó là phải thành lập ra một cái công ty để lấy tiền vô để trả cho người quản lý và trả cho những người đi bảo vệ. Bây giờ ổng phải có an ninh đi bảo vệ bên cạnh nữa bạn. Có người đi bảo vệ nữa. Tức là vì ổng là bây giờ là nhân vật tài tử gia nhân nổi tiếng rồi. Thì phải thuê người đi bảo vệ chứ. Chứ đâu phải hồi xưa ông đi âm thầm một mình lặng lẽ không có ai biết đâu, chỉ có mấy con cáo con nhái nó biết. Ở khi này ông đi qua dọc đường thì con cáo con nhái nó hai bên thì nó mới biết ông là ông Minh Tuệ đi ngang qua thôi, còn có con người đâu có ai để ý đâu, không ai để ý cả, ai biết cả, nếu để ý là người ta đã biết từ lâu rồi.